Xin kính chào quý vị, là Little Sài Gòn TV, chúng tôi hân hạnh trở lại với chương trình tử vi và số mệnh hàng tuần ngày thứ sáu từ 2 giờ PM đến 3 giờ PM. Hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 16 tháng 3 năm 2018, ngày âm lịch là ngày 29 tháng 1 năm Mậu Tuất, xem bói, cúng kiến ở các chùa và các thủ tục về với cõi âm, người ta dùng là ngày Đinh Mùi tháng Giáp Dần. Và cái ngày Đinh Mùi hôm nay thì kính thưa quý vị, những người có tuổi Kỷ Sửu và Tân Sửu là không có được tốt cho cái sự sinh hoạt của mình trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong mỗi một tuần chúng ta có một chủ đề, và những cái chủ đề thì nó luôn luôn là một chủ đề rất là hấp dẫn và quan trọng đến cái sự sinh hoạt trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta có chủ đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về sự sống và sự chết của một con người rất là quan trọng qua cái tử vi số mệnh 12 cung số của mình. Thì chủ đề tôi gọi là 12 cung số trong lá số tử vi. Kính thưa quý vị, những người học Phật thì ai cũng hiểu rằng là có cái pháp tôi gọi là pháp, Phật giảng về 12 thập nhị nhân duyên. 12 thập nhị nhân duyên đó chính là cũng gần như tương đồng với cái cuộc sống của chúng ta. Trong đời sống của chúng ta, từ lúc chúng ta sinh vào đời này là chúng ta vô minh, rồi cho đến lúc chúng ta phát triển vợ chồng con cái, rồi sự nghiệp sức khỏe, rồi chết, thì đó là cái 12 thập nhị nhân duyên mà trong các pháp, trong các kinh chúng ta thường đọc, thường nghe thấy. 12 thập nhị nhân duyên đó là gồm vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh tử. 12 thập nhị nhân duyên trong các kinh của Phật. Và trong lá số tử vi, số mệnh đời người con người, thì chúng ta lại có mệnh huynh thê tử, tài ách di nô, quan điền phúc phụ. Đó là 12 cái cung chúng ta sẽ bàn về ngày hôm nay. Và trong cái phần trong 4 phần của chúng ta, thì chúng ta phần thứ nhất chúng ta sẽ bàn về tử vi mệnh huynh phụ mẫu và phúc đức. Sau đó đến phần thứ hai chúng ta sẽ bàn về thê tử tài ách, và phần cuối cùng chúng ta sẽ nói về di nô quan điền. Kính thưa quý vị, mệnh huynh thê tử, chúng ta nói về mệnh là gì trong một cái cuộc đời của con người, trong một cái xác phàm này. Mệnh tôi gọi là bản lai diện một nhân thần, chính là cái karma của mình, chính là cái tôi của mình, chính là cái ngã của mình. Chúng ta dùng nhiều danh từ để chúng ta diễn tả về cái mệnh của mình lắm. Mệnh tức là cái tâm của mình, là một cái mai của mình, hoặc là cái trí huệ của mình, có người tôi còn gọi là cái karma của mình, vân vân. Thì nói chung là trong cái thâm sâu về tâm linh thì chúng ta dùng những danh từ, nhưng mà trong cái cuộc sống của chúng ta thì chúng ta chỉ dùng là mệnh, là tâm, nhưng đó là cái phần của mệnh. Kế đến chúng ta nói về huynh. Huynh tức là cái sự sống của mình, cái cuộc đời của mình. Người ta thường thường dùng cái chữ huynh để diễn tả cái sinh hoạt cuộc đời của mình như thế nào, và cái mạng sống của mình nó tương đương với cái hành của trong cái đời sống của mình đó, tức là vô minh là mệnh mà hành đó là huynh. Và kế đến chúng ta sẽ nói về cái cung phụ mẫu. Phụ mẫu là nguyên chủng đầu sanh, nguyên chủng đầu sinh, tức là mình được sinh ra từ đâu, và cái duyên nợ đối với cha mẹ mình như thế nào ở trong cái cung phụ mẫu trong lá số tử vi. Rồi kế đến chúng ta có cái cung phúc đức. Phúc đức của mình tức là cái phước của mình đó nha, tức là cái phát duyên luận nghiệp, cái phước của mình, cái phúc của mình. Và cái cung phúc thì luôn luôn nó chiếu cái tài của mình, cũng như cái đức của mình và cái tiền bạc của mình. Đó là cái phần chúng ta sẽ nói về ngày hôm nay. Tử vi bản lai diện một chuyên thần, nhân thần, huynh đệ, mạng sống của mình chính là cái hành, phần thứ hai trong cái nhị thập nhân duyên, và cái phù mẫu và phúc đức đó là cái phần mà chúng ta hiểu trong phần là như vậy. Và kính thưa quý vị, chúng ta có một cái chương trình tử vi số mệnh của chúng ta, thì chúng ta có một cái phần, tức là 5 phút đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái chủ đề, sau đó 5 phút còn lại chúng ta sẽ giảng giải lá số cho những người muốn biết số phận định mệnh của mình trên cái cõi trần gian này là như thế nào. Thì kính thưa quý vị, quý vị gọi vào, quý vị nhớ là mình ghi xuống một tờ giấy cho rõ ràng là chúng ta có năm tháng ngày giờ sinh, không cần cho biết tên tuổi, không cần hỏi thăm,
không cần hỏi tên tuổi gì cả, để chúng ta có nhanh gọn và dành thời giờ cho những người kế tiếp. Xin quý vị ghi xuống một tờ giấy là năm tháng ngày giờ sanh của mình một cách chính xác. Ngày dương lịch đừng nên lấy là ngày âm lịch, vì ngày âm lịch chúng tôi phải chuyển mất thời giờ. Cứ nói là tôi sanh vào ở đâu đó, rồi có cái ngày sanh là như thế này, và cái giờ sanh của tôi chính xác là như thế này. Xin cho biết cái bí mật cuộc đời của tôi, cái định mệnh cuộc đời của tôi, cái mà tôi sẽ sống trên trần gian này như thế nào. Xin quý vị cứ gọi vào số của tổng đài Listo Sài Gòn TV chúng tôi, đó là 714-893-3264. Người đầu tiên xin cho biết năm tháng ngày giờ sanh dương lịch. Xin ngày 6 tháng 7 năm 55. Rồi, xin ngày 6 tháng 7, năm 1900 tối 9 đến 10 giờ tối 55, từ 9 đến 10 giờ tối. Nhờ thầy coi dùm cho cái gia đạo với lại tình hình sao gia đình có lực hay lộn xộn. 9 giờ tối, 7 giờ tối, 9 giờ tối hay là 9 giờ tối tới 10 giờ tối? 9 giờ tối ạ. 9 giờ tối. 9 10 giờ tối như vậy thì chắc chắn bà sẽ sinh vào giờ Tuất nhá. Người nữ có ngày dương lịch là ngày 6 tháng 7 năm 1955. Người này có một cái mệnh số như sau. Kính thưa quý vị, khi tôi giảng mệnh số tôi xin trình bày như thế này. Khi mà nhìn vào một số mệnh thì tôi biết ngay là định mệnh của người ta. Và tôi chỉ nêu ra những cái điều mà rất là nguy hiểm cho đời của mình, như là vô tình mà chết sớm, hoặc là sẽ có bệnh, hoặc là cái bị nghiệp oan trái lớn lao. Còn nếu tôi không nói về những cái việc lớn đó, tức là tôi nói một vài câu cái nét cuộc đời để người ta nắm được cái định mệnh của mình là như vậy. Còn nếu mà quý vị muốn tìm hiểu thâm sâu thêm, có những lời bàn, những cách mà mình có thể mình cứu được cái cuộc đời của mình được tốt đẹp hơn. Bởi vì mệnh và thân thì rất là khó thay đổi, nhưng mà vận thời của mình chưa đến thì thời gian chưa tới, chúng ta có thể dùng ngay trong lá số của mình đó, nó sắp xếp để chúng ta đi chuyển sao lại, sắp xếp vào cái bộ cứ nó phá lẫn nhau để chúng ta có một cái đời sống được qua trăng, được tốt đẹp hơn. Thứ nhất, người này là ngày 6 tháng 7 dương lịch năm 1955, ngày âm lịch là ngày 17 tháng 5 năm Ất Mùi và sinh vào giờ Tuất. Thứ nhất, người này mệnh một người đàn bà mà có gì, có sao hồng loan cô thần, quả tú kiếp sát ngục kỵ, thì tức ngay là mình sẽ có cái trở ngại về đường vợ chồng con cái rồi nha, về đường vợ chồng con cái rồi. Mà vì mình lại có cái cơ âm là cái người năng nổ, người chịu khó, người tạo cái cơ nghiệp của mình, mạng mình là lớn lắm nha. Nhưng mà người chồng của mình là hình ảnh thế nào, thì người chồng của mình là hình ảnh có một cái sao cừu môn chiếu thiên đồng đó. Người này tôi gọi rằng là lo cho mình, giúp cho mình đó. Người ta ngoài trừ là người ta có số phận riêng định mệnh, người ta sẽ coi sao thôi, nhưng mà đời này chắc chắn rằng là trong cuộc sống của mình sẽ bị oan trái trong cái tình cảm của mình, và chính mình là cái người sẽ cảm thấy sự đau khổ, và chính mình là cái người sẽ đi quyết định để mà bỏ cái đường vợ chồng của mình để đi đến cái cuộc sống không có hạnh phúc và tương lai. Bởi vì người này đó là trời cho cái giai đoạn bắt đầu từ 40 mấy tuổi cho đi đó, thì rất là phát, nhưng mà sau đó thì 50 mấy tuổi là sụp mất hết tất cả, cuối đời mình chỉ là cái người bình thường trung bình mà sống mà thôi nha. Rồi số được số mệnh là như thế. Chúc may mắn. Dạ. Xin dành thời giờ cho người khác thì thông cảm dùm. Alo. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sanh ạ. Dạ, tháng 4 ngày 6 1958, 3 giờ rưỡi sáng. Tháng 4 ngày 6 tháng 4 năm 1958 và 3 giờ 30 sáng. Xin cho biết nam hay nữ và sanh ở đâu ạ? Dạ, sanh ở tại Sài Gòn. 3 giờ 30 sáng sinh năm 1958, người này có khả năng sinh vào giờ Sửu. Người nữ này số mệnh như sau. Tôi xin lặp lại, người nữ sinh vào ngày dương lịch là ngày 6 tháng 4 năm 1958, 3 giờ 30, nhưng mà vì cái vấn đề chiến tranh và thực cuộc có thể người ta lui là 1 giờ, người này sinh vào giờ Sửu. Tôi xin xác định như vậy. Mệnh người nữ là một người nữ có mệnh liêm chinh, nghe, liêm chinh đào hoa chiếu mạng đấy. Đây là một người phải tương đối có sắc đẹp, tương đối là khá. Còn cái tư tưởng, cái con người cũng là cái người mà sinh trưởng ra trong gia đình, gia đình là gia đình thuộc là trung lưu nhưng mà là khá đấy. Nhưng mà người này là có cái cung chồng thân ngộ phát quân, phu ngộ địa kiếp, tức là lấy một chồng mà thật sự là người chồng nó không có bằng của mình nha, không có bằng cái phẩm giá cũng như là cái trình độ, mà thứ nó đều thua mình hết. Và bởi vì cái hoàn cảnh cho nên phải lấy thôi. Lấy xong rồi đó thì cùng với chồng để mà nhiều cái chông gai lắm, sinh con thì ít thôi. Đời người này cho người này bắt đầu khá từ khi 42 tuổi trở đi cho mới khá, 42 tuổi tới 52, tức là hậu vận người này thì tương đối
tương hậu phần là tương đối thành công và khá hơn mọi người đó, nhưng mà cuộc đời của mình phải nói rằng là thông minh trí tuệ, thiếu đường hạnh phúc của người chồng, sẽ có một cái tí xíu danh tước nhỏ nhỏ, sẽ có một cái về hưu tiền bạc đầy đủ sống cuộc đời là như vậy. Chúc may mắn. Kính thưa quý vị, chúng ta vào phần quảng cáo thương mại của đài, xin hẹn gặp lại quý vị trong giây lát. Xin kính chào quý vị.